tĩnh mạch chi dưới do các van tĩnh mạch thuộc hệ tĩnh mạch nông hoặc hệ tĩnh mạch sâu bị suy giảm và có thể suy tĩnh mạch kèm theo tắc tĩnh mạch hoặc không. Và khi ta chẩn đoán suy tĩnh mạch mãn tính là dựa vào có sự xuất hiện dòng trào ngược tĩnh mạch trên siêu âm. Với mức độ khác nhau thì với mỗi loại tĩnh mạch sẽ quy định cái mức độ dòng trào ngược đó khác nhau. Một định nghĩa khác nữa là giãn tĩnh mạch nông được định nghĩa là những biến đổi bất thường về giải phẫu đặc trưng bởi sự giãn bệnh lý của một hoặc nhiều hệ thống tĩnh mạch nông. Và thế nào là giãn khi đường kính tĩnh mạch lớn hơn 3 mm? Và cái giãn tĩnh mạch nông này nó chiếm trong khoảng từ 10 đến 30% trong quần thể và tăng dần theo tuổi. Tuổi càng cao thì tỷ lệ suy tĩnh mạch càng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì nó còn phối hợp thêm các yếu tố người ta gọi là yếu tố nguy cơ. Nếu mà đối tượng trẻ nhưng lại nằm trong đối tượng có nguy cơ cao, ví dụ làm những cái nghề mà nó dẫn đến là dễ suy tĩnh mạch hơn, thì cái tỷ lệ suy tĩnh mạch trong cái đối tượng nó sẽ cao hơn. Một khái niệm thứ ba nữa, giãn tĩnh mạch dạng nhện hoặc là dạng lưới. Thì rất nhiều phụ nữ đến khám bác sĩ mạch máu là vì cái biểu hiện này, vì thấy chân là có những cái vằn màu tím nhỏ và nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thế thì cái giãn các cái tĩnh mạch nhỏ ở rất nông, thường là cái đường kính của nó dưới 1 mm hoặc là dưới da, và thường gặp ở phụ nữ, đa phần 2/3 số bệnh nhân là gặp ở phụ nữ và 1/3 là gặp ở nam giới. Thì đấy là ba khái niệm của cái suy tĩnh mạch khác nhau. Thế chúng ta thấy rằng là dựa vào cái khái niệm này, chúng ta thấy rằng là khi mà bác sĩ siêu âm trả lời là không thấy dấu hiệu trào ngược trên các tĩnh mạch nông và sâu, cô ấy đã loại trừ được là bệnh nhân không bị suy tĩnh mạch chưa? Hả? Có loại trừ được không? Hả? Nói to tôi nghe. Nói to thế nào? Chưa hỏi thi mà đã vap úng thế. Có không? Nếu bác sĩ trả lời là không thấy dấu hiệu dòng trào ngược trên các tĩnh mạch nông và sâu, đã loại trừ được suy tĩnh mạch chưa? Đúng, chưa nhá. Chưa, bởi vì sao? Bởi vì nó còn có các cái dạng khác như là giãn tĩnh mạch nông dạng lưới, và dạng lưới, dạng nhện, và có thể có giãn tĩnh mạch nhưng chưa có dòng trào ngược nhá. Cái đó để chúng ta phải thống nhất về mặt khái niệm đến khi giải thích cho bệnh nhân cho nó thống nhất. Vâng ạ. Bác sĩ đầu tiên phải hiểu sâu sắc đã thì mới giải thích được cho bệnh nhân. Thế bây giờ đặc điểm về dịch tễ của suy tĩnh mạch thì người ta thấy rằng là tuổi càng cao thì mức độ suy tĩnh mạch càng nhiều. Và mới một cái kia điều tra mới gần đây của cái điều tra của Viện Tim Mạch tham gia cùng với các cái điều tra của các cái phòng khám GP trên toàn thế giới, thì người ta thấy rằng là thế giới cái tỷ lệ suy tĩnh mạch là khoảng 80% và Việt Nam thì 62%. Và cái tỷ lệ suy tĩnh mạch mãn tính ở người trưởng thành nó khoảng từ 1-40%, trong đó thì 1-17% ở nam và 1-40% ở nữ. Và bao giờ cái suy tĩnh mạch này thì ở nữ cũng nhiều hơn ở nam. Nó ngược với bệnh mạch vành, ở nam sẽ nhiều hơn ở nữ, đúng không ạ? Ở Hoa Kỳ thì người ta thấy rằng 6-7 triệu người bị suy tĩnh mạch, đúng không ạ? Và cái chi phí mà tốn kém nhất là cái chi phí để điều trị các vết loét của suy tĩnh mạch ở các nước. Và cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, ảnh hưởng đến khả năng lao động của người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống về bệnh nhân sao ạ? Loét chân, đau đớn, rồi là thẩm mỹ nữa. Thì đấy là những cái rất là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thế thì tôi xin nhắc qua một chút về cái tuần hoàn tĩnh mạch. Tĩnh mạch nó khác với động mạch ở chỗ rằng là máu tĩnh mạch nó lội ngược dòng từ bàn chân trở về tim. Nó khác với động mạch là máu động mạch thì tống từ tim đi ra ngoại vi. Và sở dĩ cái máu tĩnh mạch có thể đi ngược như vậy từ dưới lên trên được là nhờ ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cơ chế sức ép của lòng bàn chân và sự co bóp của các cái khối cơ xung quanh cái tĩnh mạch đấy. Thế thì khi ở cái lòng bàn chân này nó là một cái hồ máu.
Tức khi bệnh nhân ép cái lòng bàn chân xuống mặt đất, vâng, thì máu nó sẽ được luôn vào tất cả các cái tĩnh mạch nằm ở xung quanh cái bàn chân này, vâng. Nên khi nào mà cái bàn chân đó được ép bằng phẳng trên một diện tích bằng, đó, thì lúc đó máu sẽ trở về tốt hơn. Chính vì thế mà nếu như phụ nữ mà đi giày cao gót thì sao ạ? Chỉ có mỗi các ngón chân được ép thôi, còn toàn bộ cái lòng bàn chân là không được ép, đúng không ạ? Do đó nó sẽ làm cho ứ trệ máu ở ở tĩnh mạch nhá. Ngoài ra thì cái sự co bóp hỗ trợ của các khối cơ ở hai bên của cái mạch máu đó sẽ giúp giống như là một cái bom và một cái bơm hỗ trợ để làm cho tuần hoàn tĩnh mạch trở về dễ hơn. Và chính vì thế mà người ta càng rèn luyện thì khối cơ càng vững chắc, tổ chức mỡ ở dưới da càng ít, đúng không ạ? Thì các cái khối cơ nó sẽ tiếp xúc giống như là nó vỗ vào mạch máu, nó làm cho tuần hoàn tĩnh mạch trở về tốt hơn. Đó. Người càng già cơ càng nhẽo, hoặc người ít vận động thì cơ nhẽo, thì cái tuần hoàn tĩnh mạch sẽ bị ứ trệ, có đúng không ạ? Chính vì thế mà người bị suy tĩnh mạch thì phải tăng cường vận tập luyện, đúng không ạ? Chứ không phải chân suy rồi, chân tĩnh mạch bị suy rồi, đừng đi lại nhá, đừng tập, đừng đi bộ nhá. Rất nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân sai như vậy. Đó. Nên bắt đầu từ cơ chế, từ cơ chế thì chúng ta mới hiểu được tại sao bệnh nhân phải vận động. Rõ chưa ạ? Một cái cơ chế thứ hai rất quan trọng đấy là sự vai trò hỗ trợ của hô hấp, đặc biệt là sự di động lên xuống của cơ hoành mỗi khi hít vào thở ra. Thế thì cái sự di động của cái cơ hoành đó nó sẽ giúp cho cái hút máu tĩnh mạch trở về được tốt hơn. Vậy thì tất cả những cái gì cản trở những cái sự di động của hô hấp và đặc biệt là cản trở sự di động của cơ hoành sẽ làm cản trở sự máu trở về của máu tĩnh mạch, đúng không ạ? Gì ạ? Có thai, đúng không ạ? Phụ nữ có thai, càng những tháng cuối thì người phụ nữ có thai càng bị phù chân. Bởi vì sao ạ? Bởi vì máu trở về nó khó, vì cái thai nó đè, nó làm cho cái sự trở về máu của tĩnh mạch rất là khó, phải không? Rồi mấy ông đàn ông không có thai nhưng mà chữa quanh năm ngày tháng, phải không? Đấy là những ông mà bụng to tướng, phải không? Đó, thì lúc ấy chân nó cũng ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch, đúng không ạ? Đấy, tất cả những cái gì mà cản trở đến cái sự tuần hoàn trở về tĩnh mạch là do cái cơ hoành nó bị giảm vận động, vâng, và cái sự hỗ trợ của hô hấp không còn nữa. Một cái hết sức quan trọng của hệ thống tĩnh mạch đó là hệ thống van tĩnh mạch. Đây là hệ thống van một chiều, nó giúp cho máu tĩnh mạch đi lên mà không tụt xuống nếu như cái van đó còn cấu tạo nguyên vẹn và chức năng tốt, vâng. Thế thì cơ thể của chúng ta nó rất thông minh, là càng xa tim bao nhiêu thì hệ thống tĩnh mạch được bố trí càng dày bấy nhiêu, và càng gần về tim thì khoảng cách giữa các tĩnh mạch nó xa hơn. Và để làm gì? Để làm cho máu trở về được một cách dễ dàng hơn. Và thì đây chính là hệ thống van tĩnh mạch. Và nó khi máu đi qua thì nó khép lại, và nó khép lại kín để cho máu không tụt ngược trở về. Thế khi nào cái van này nó đóng không kín thì lúc đó sẽ có dòng trào ngược trở về, và người ta đo được chiều dài của cái dòng trào ngược đó, đúng không ạ? Khi nào một trong ba cơ chế này, có thể là hai, có thể là một, có thể là cả ba cơ chế cùng bị bất bình thường, thì lúc đó sẽ xuất hiện các cái triệu chứng của suy tĩnh mạch chi dưới. Đó. Thế thì chúng ta biết là về mặt giải phẫu thì các cái tĩnh mạch sẽ bố trí là ba tầng, và đầu tiên là tầng nông nhất là tầng ở ngay dưới da, vâng. Thế hệ tĩnh mạch nông của chúng ta sẽ có hai cái tĩnh mạch chủ yếu là gì? Tĩnh mạch hiển lớn và tĩnh mạch hiển bé. Tĩnh mạch hiển lớn còn có tên là tĩnh mạch hiển trong, tĩnh mạch hiển bé còn có tên là tĩnh mạch hiển ngoài, vâng. Tĩnh mạch hiển lớn sẽ thu máu toàn bộ ở vùng đông, vâng, và đổ thông qua các tĩnh mạch xuyên để trở về tĩnh mạch sâu, vâng. Và chỗ đổ cuối cùng để kết giao với hệ tĩnh mạch sâu đó chính là quai tĩnh mạch hiển lớn đổ vào tĩnh mạch đùi trung. Vâng. Tĩnh mạch hiển bé sẽ thu máu ở toàn bộ mặt ngoài cẳng chân và đi lên và đổ về. Bình thường thì tĩnh mạch hiển bé hay còn gọi là hiển ngoài sẽ đổ về gì? Tĩnh mạch khoeo. Vâng. Bằng quai tĩnh mạch hiển ngoài. Nhưng
cũng có một số trường hợp bất thường thì tĩnh mạch hiện ngoài sẽ đổ về tĩnh mạch đùi, có thể ở 1 phần 3 dưới, 1 phần 3 giữa hoặc 1 phần 3 trên. Đấy là những bất thường về mặt giải phẫu. Như vậy thì chúng ta sẽ có ba hệ thống tĩnh mạch chính là gì? Tĩnh mạch nông, tĩnh mạch xuyên và tĩnh mạch sâu. Phải không ạ? Tĩnh mạch sâu thì mang tên của động mạch mà nó đứng bên cạnh. Đúng ạ? Tương ứng với động mạch nào sẽ có tĩnh mạch đấy, đấy là tĩnh mạch sâu. Và còn tĩnh mạch nông thì sẽ có hai tĩnh mạch là tĩnh mạch hiển trong và hiển ngoài, hay còn gọi là hiển lớn và hiển bé. Và tĩnh mạch xuyên là tĩnh mạch nối giữa tĩnh mạch nông với tĩnh mạch sâu. Nếu mà nối trực tiếp từ tĩnh mạch nông về tĩnh mạch sâu thì đấy gọi là tĩnh mạch xuyên trực tiếp. Còn tĩnh mạch xuyên mà nối từ các cái tổ chức lân cận về một nhánh tĩnh mạch nông rồi từ đấy mới về tĩnh mạch sâu thì đấy gọi là tĩnh mạch xuyên gián tiếp. Thế thì khi mà suy tĩnh mạch thì chúng ta thấy là trên thực tế lâm sàng các bệnh nhân sẽ biểu hiện các triệu chứng đau rất là khác nhau. Tại vì cơ chế viêm của trong suy tĩnh mạch nó sẽ biểu hiện với mức độ khác nhau, và cái biểu hiện triệu chứng đau của bệnh nhân nó không hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ suy tĩnh mạch. Thế thì khi mà máu ứ trệ trong lòng tĩnh mạch, nó sẽ tạo nên mấy hiện tượng. Thứ nhất là nó làm tăng áp lực thủy tĩnh của cái mạch máu đó. Và khi tăng áp lực mao mạch, nó ép vào trên thành mạch thì nó tạo nên một cái phản ứng gọi là phản ứng viêm của lớp mao mạch. Và khi phản ứng viêm đó xảy ra thì nó làm thay đổi một loạt các cái chức năng của mạch máu. Đó là gì? Tăng tính thấm mao mạch, biến đổi cấu trúc van và thành tĩnh mạch, và nó tạo thành các cái dòng trào ngược do tổ chức van bị biến đổi. Và ở giai đoạn muộn thì nó sẽ hoại tử tổ chức dưới da. Và đấy là giai đoạn loét của suy tĩnh mạch, và các đợt loét sẽ càng ngày càng nặng nếu mức độ suy tĩnh mạch không được điều trị. Và tùy vào mức độ biểu hiện của cái thành mạch máu khác nhau mà người bệnh sẽ có các cái triệu chứng và biểu hiện trên lâm sàng khác nhau. Và cái tiến triển của suy tĩnh mạch thì sẽ tiến triển theo từng giai đoạn một khác nhau. Có thể giai đoạn những biến đổi đầu tiên là những biến đổi tuần hoàn, có thể là đại tuần hoàn hoặc là tiểu tuần hoàn. Và cuối cùng thì nó sẽ thay đến dẫn đến những cái sự thay đổi ở tổ chức van, và rồi nó tạo thành những dòng trào ngược. Và từ đó thì nó sẽ có ở các giai đoạn khác nhau của suy tĩnh mạch. Mà tí nữa nói đến phân độ thì chúng ta sẽ biết là có nhiều cách phân độ khác nhau. Và ở giai đoạn đầu của bệnh nhân suy tĩnh mạch thì bệnh nhân người ta gọi là C0. Nhưng khi bắt đầu có triệu chứng của suy tĩnh mạch, người ta gọi là C0S. S là symptom, và triệu chứng. Và các mức độ triệu chứng đó nó sẽ tiến triển nặng dần. Và cuối cùng thì dẫn đến các cái giai đoạn muộn là loét không liền. Thế những người nào là những người có yếu tố nguy cơ của suy tĩnh mạch? Thì thứ nhất là những người mà tuổi càng cao thì suy tĩnh mạch càng dễ hơn, bởi vì trương lực thành mạch nó kém, tổ chức xung quanh mạch máu cũng bị nhão hơn, khối cơ không rắn chắc nữa, và người ta dễ suy tĩnh mạch hơn. Những người bị béo phì là những người mà tổ chức mỡ dây da rất dày và cái cơ hoành nó kém di động, và nó cũng dẫn đến suy tĩnh mạch. Những người phải làm việc dưới nắng nóng thường xuyên hoặc là có thói quen tắm nắng, và thì cũng dễ bị suy tĩnh mạch. Hoặc là những phụ nữ mà sinh đẻ liên tiếp, thì các mỗi lần mang thai đó là một lần lại làm cho suy tĩnh mạch lớn nặng hơn. Nên chúng ta thấy như ở phụ nữ mà đẻ nhiều ấy thì những lần sau sẽ phù càng ngày càng sớm. Rồi những cái người mà làm những cái nghề phải đứng nhiều hoặc là ngồi nhiều thì sẽ làm cho các cái biểu hiện của suy tĩnh mạch sẽ xuất hiện sớm hơn. Ngoài ra còn nó còn có một cái yếu tố di truyền, và những đứa con được sinh ra bởi những cặp cha mẹ bị suy tĩnh mạch thì tần suất bị suy tĩnh mạch sẽ gấp 5 lần so với những đứa con sinh ra bởi những đứa trẻ bởi những cha mẹ bình thường. Thế thì nguyên nhân của suy tĩnh mạch là gì? Thì có hai dạng suy tĩnh mạch là suy tĩnh mạch tiên phát và suy tĩnh mạch thứ phát. Suy tĩnh mạch tiên phát thì nó gồm có giãn tĩnh mạch vô căn.
Đó là do những bất thường về mặt di truyền hoặc là huyết động của hệ tĩnh mạch nông gây ra. Suy tĩnh mạch sâu tiên phát là do bất thường về giải phẫu, ví dụ như là bờ tự do của van quá dài gây ra xa van hoặc do giãn bằng van. Nhưng xin thưa với các em là suy tĩnh mạch sâu tiên phát này gặp rất ít. Đó. Nhưng rất tiếc rằng là rất nhiều bản siêu âm của các bác sĩ trả lời bệnh nhân là suy van tĩnh mạch sâu. Vâng, đấy là một sự nhầm lẫn giữa cái dòng chảy của tĩnh mạch nó dao động theo hô hấp chứ không phải là đây là dòng trào ngược. À, nên là khi chúng ta mà kết luận là suy van tĩnh mạch sâu thì chúng ta phải rất cẩn trọng. Một nguyên nhân thứ hai của suy tĩnh mạch là suy tĩnh mạch thứ phát, thì đa phần là hậu huyết khối, tức là cái huyết khối tĩnh mạch sâu nó dẫn đến hủy các cái van tĩnh mạch sâu và dẫn đến dòng trào ngược, đấy là suy van tĩnh mạch sâu sau huyết khối. Hoặc là các cái dị sản tĩnh mạch, đặc biệt là trong các cái bệnh tim, bệnh mạch máu bẩm sinh như là Klippel tendone, thì nó dẫn đến là gì? Nó có các cái suy tĩnh mạch bẩm sinh cộng với lại các cái giò động tĩnh mạch. Hoặc là có các cái khối u nó chèn ép vào tĩnh mạch, nó dẫn đến hạn chế cái sự trở về và dần dần đến suy van tĩnh mạch. Hoặc là hội chứng Coxett. Các em đã nghe đến hội chứng Coxett bao giờ chưa? Có biết hội chứng Coxett là cái gì không? Hội chứng Coxett là hiện tượng bắt chéo giữa động mạch với tĩnh mạch chậu. Tĩnh mạch chậu bên trái phải đi từ trái sang phải đổ về tĩnh mạch chủ để trở về tim. Trong khi đó thì động mạch chậu thì sao ạ? Chia ra từ động mạch chủ bụng và chia ra sang bên trái. Nên khi mà tĩnh mạch đi dưới động mạch thì tĩnh mạch sẽ bị động mạch đè. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao? Vì áp lực của động mạch, nếu mà là một người huyết áp bình thường thì áp lực động mạch nó sẽ là từ 100 đến 120 mét tử ngân. Đúng không ạ? Trong khi đó áp lực tĩnh mạch thì chỉ gì? 5 đến 10 mà thôi. Vâng. Thì thằng to phải đè thằng bé là phải rồi. Đúng không ạ? Và khi đó người ta gọi là hội chứng Coxett. Vâng. Và khi đó thì nếu phát hiện ra hội chứng Coxett thì người ta phải gì? Giải phóng cái tĩnh mạch đó ra bằng cách là gì? Chuyển vị, nâng cái tĩnh mạch lên đằng trước. Đó. À, hoặc là tùy vào mức độ tổn thương mà người ta sẽ có cái liệu trình điều trị khác nhau. Vâng, thì đấy là các cái nguyên nhân mà dẫn đến suy tĩnh mạch. Đến bây giờ chẩn đoán suy tĩnh mạch thì 70% là nhờ vào hỏi bệnh chứ không phải nhờ vào siêu âm. 70% là nhờ vào hỏi bệnh, 20% là khám trên lâm sàng là đã ra rồi, siêu âm chỉ có 10%. Nói thế để nói gì? Cái việc hỏi bệnh hết sức quan trọng. Nhưng hỏi thế nào cho nó đúng? À. Thế thì thứ nhất là chúng ta hỏi xem tiền sử gia đình bệnh nhân có bố mẹ bị suy tĩnh mạch không? À. Nhưng nếu hỏi là bố mẹ bệnh nhân có bị suy tĩnh mạch không thì bản thân bệnh nhân còn chả biết thế nào là suy tĩnh mạch thì làm sao biết bố mẹ có bị suy không? Và chúng ta phải biết gợi ý những cái hình ảnh để cho người ta có thể trả lời được là bố mẹ người ta có bị suy tĩnh mạch hay không? À. Khai thác xem tiền sử của bản thân bệnh nhân đã có những đợt bị tắc tĩnh mạch sâu chi dưới hay chưa, đẻ bao nhiêu lần, rồi tìm hiểu các yếu tố nguy cơ xem là bệnh nhân có thuộc về đối tượng có nguy cơ bị suy tĩnh mạch hay không. Chúng ta tìm các cái dấu hiệu cơ năng mà bệnh nhân có thể có, ví dụ như là tê bì, kiến bò, chuột rút, phù chân về chiều. Đấy là những triệu chứng của suy tĩnh mạch. Như các em nghe đấy thì các em thấy là gì ạ? Có đặc trưng của suy tĩnh mạch không ạ? Các triệu chứng đó có thể gặp trong các cái bệnh lý khác. À, như là gì? Các bệnh lý về thần kinh, các bệnh lý về cơ xương khớp. Hoặc là phù thì chúng ta lại nhầm với các cái phù do các nguyên nhân tim và thận. Thì đấy là các cái triệu chứng mà bệnh nhân có thể có và chúng ta cần khai thác. Khi khám lâm sàng thì quan trọng nhất là chúng ta phải bộc lộ chân bệnh nhân ra và chúng ta khám xem là chân bệnh nhân như thế nào. Thì theo trình tự là chúng ta có thể nhìn, sờ và nghe. Tại sao lại nhìn, sờ và nghe? Thì nhìn chúng ta sẽ có thể thấy là các cái tĩnh mạch nó giãn ở trên chân bệnh nhân. Và
Sờ là chúng ta sẽ sờ theo dọc đường đi của tĩnh mạch nông, và có thể kết hợp thêm các cái niệm pháp gõ để chúng ta phát hiện cái dòng trào ngược suy tĩnh mạch. Và nhưng cái này nó đòi hỏi cái bàn tay phải rất chuyên nghiệp. Và nghe để làm gì ạ? Để phát hiện ra các cái fistule, các cái giò động tĩnh mạch. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái chân này có vẻ bất thường, một chân to hơn hẳn so với chân kia. Và chúng ta nhìn thấy những cái bớt rượu vang ở trên chân bệnh nhân thì cẩn thận, đấy là một cái suy tĩnh mạch bẩm sinh, và có thể có kèm theo các cái giò động tĩnh mạch dọc đường đi của mạch máu nữa. Và bằng sờ và nghe chúng ta sẽ phát hiện ra các cái giò động tĩnh mạch đấy. Và khi đó chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với cái gì? Với giãn tĩnh mạch chi dưới ở vận động viên. Chúng ta thấy những vận động viên, đặc biệt là nam giới, các cái tĩnh mạch của nó rất rõ, to tướng ngay dưới da. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta tập nhiều, người ta không có một tí mỡ nào dưới da luôn. Và chúng ta nhìn thấy toàn bộ hệ thống mạch máu nổi lên rất rất thích. Rất thích làm sao? Nhất rất thích với sinh viên năm thứ hai mà đi học y tá hộ lý và tiêm tĩnh mạch cho những bệnh nhân đấy, thì những người đấy thì thích lắm và nhắm mắt chân bên cũng chúng. Và chẩn đoán phân biệt với cái gì nữa? Dị dạng mạch máu bẩm sinh, và rồi các cái bệnh lý về cơ xương khớp thần kinh và bệnh lý động mạch chi dưới. Về thăm dò cận lâm sàng thì chúng ta sẽ chủ yếu là chúng ta làm bằng siêu âm Doppler để chẩn đoán xác định xem là có suy tĩnh mạch hay không. Chụp tĩnh mạch cản quang được, chụp tĩnh mạch cản quang hoặc là cộng hưởng từ sẽ chỉ định khi mà chúng ta nghi ngờ là có các cái tổn thương bẩm sinh đi kèm, hoặc là có giò động tĩnh mạch đi kèm. Bây giờ chỉ định siêu âm thì chúng ta có thể chỉ định siêu âm cho tất cả những bệnh nhân mà có giãn tĩnh mạch nông trên lâm sàng và có thể có triệu chứng hoặc là không. Bệnh nhân không có giãn tĩnh mạch nông quan sát trên lâm sàng nhưng có các dấu hiệu nghi ngờ do tăng áp lực tĩnh mạch, ví dụ như là phù tê bì chuột rút về cuối ngày. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật hoặc là can thiệp điều trị suy tĩnh mạch, lúc đó chúng ta cần phải đánh giá rất chính xác mức độ suy tĩnh mạch, nhánh nào bị suy, và chúng ta làm cái mapping, cái sơ đồ của cái tĩnh mạch của hai chân bệnh nhân lên, để khi đó bác sĩ can thiệp sẽ biết được là ta phải triệt bỏ cái nhánh tĩnh mạch nào bị suy. Và với những bệnh nhân mà có giãn tĩnh mạch mạng lưới hoặc là mạng nhện dưới da thì cũng có chỉ định suy tĩnh mạch để chúng ta biết rằng là ngoài cái giãn tĩnh mạch dạng lưới đó thì nó có kết hợp thêm những các tổn thương khác không, ví dụ có huyết khối tĩnh mạch sâu hay không, có suy van tĩnh mạch sâu hay không, có suy thân tĩnh mạch hiển hay không. Và đấy là những cái chỉ định về siêu âm mà chúng ta cần phải biết. Vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định suy tĩnh mạch dựa vào cái gì? Dựa vào tìm được dòng trào ngược mạch tự nhiên, hoặc là khi làm nghiệm pháp van san va hoặc là nghiệm pháp bóp cơ, để tìm thấy thứ nhất là trên Doppler màu thì thấy tín hiệu màu đảo ngược từ màu xanh sang màu đỏ. Thì trên Doppler khi chúng ta để Doppler màu lên thì dòng tĩnh mạch đầu tiên là chúng ta nhìn thấy nó màu xanh. Khi chúng ta bóp vào khối cơ ở phía dưới vị trí đặt đầu giò thì chúng ta bóp để chúng ta làm gì ạ? Dồn máu lên, đi lên. Thế nếu có dòng trào ngược thì nó sẽ ào xuống một cái, và cái dòng trào ngược ấy đi về hướng đầu giò nên nó sẽ có màu đỏ, đúng không các bạn? Thì đấy là một cái dấu hiệu trên đố le màu để chúng ta phát hiện xem là có dòng trào ngược suy tĩnh mạch hay không. Và trên đố le sưng thì sự đảo chiều dòng chảy và thời gian kéo dài của phổ Doppler, ta gọi là cái đuôi trào ngược. Và thế cái đuôi trào ngược đó sẽ là trên 50 500 ms giây với các tĩnh mạch hiển và tĩnh mạch sâu cẳng chân, và trên 1000 ms giây với tĩnh mạch đùi và khoeo. Thì được gọi là dấu hiệu suy van tĩnh mạch có dòng trào ngược. Đấy, thì đấy là cái cách chúng ta đánh giá và tính toán. Và trên màn hình thì chúng ta thấy đấy là cái dòng trào ngược tĩnh mạch sau khi đã làm nghiệm pháp bóp cơ. Ở bên trái màn hình thì các em sẽ thấy đấy, cái dòng trào ngược chúng ta nhìn thấy cửa sổ Doppler đang để ở trên quai tĩnh mạch hiển lớn đổ về tĩnh mạch đùi chung. Và đây là cửa sổ Doppler, và chúng ta thấy
Khi bóp cơ thì dòng máu tĩnh mạch vọt lên một cái, thả tay ra thì dòng trào ngược nó xuất hiện đấy ạ. Đó, đây chính là dòng trào ngược của suy tĩnh mạch. Và chúng ta đo cái chiều dài của dòng trào ngược này xem nó là bao nhiêu mili-giây, và khi đó chúng ta kết luận được là mức độ suy tĩnh mạch như thế nào nhá. À, cũng như vậy, ở đây khi đầu dò chuyển về mặt cắt trục dọc của thân tĩnh mạch hiển thì chúng ta ghi được cái dòng trào ngược đây. À, ở đây cũng như vậy, chúng ta ghi được dòng trào ngược đây thì đấy là dấu hiệu trên siêu âm. Chụp hệ tĩnh mạch cảnh quang là một biện pháp trước đây được dùng rất là nhiều, nhưng ở thời gian gần đây thì gần như rất ít làm ở các trung tâm tim mạch. Và đặc biệt có giá trị trong trường hợp chẩn đoán các bệnh lý về suy tĩnh mạch bẩm sinh. À, đây chúng ta thấy các cái tĩnh mạch thuộc nhánh Giacomini nó giãn, và chúng ta sẽ đánh giá xem mức độ giãn của tĩnh mạch như nào. Tôi vẫn muốn luôn muốn nhắc lại cái phần chẩn đoán phân biệt, bởi vì trong thực tế là các bạn chẩn đoán sai rất nhiều. Và thế thì chẩn đoán phân biệt với cái gì? Thứ nhất là phù tư thế mô căn, thường hay gặp ở phụ nữ 20 đến 30 tuổi, đặc biệt là nó hay phù vào cái giai đoạn chuẩn bị hành kinh. Thì phù bởi vì chuẩn bị hành kinh thì chúng ta thấy là hiện tượng tăng cao nhất của hormone nữ, và estrogen và progesterone tăng rất cao, và khi đó nó có tác dụng giữ nước, và thường người phụ nữ thường tăng 1 đến 2 cân vào trong những cái ngày đó, sau khi hành kinh xong nó lại trở về như cũ. Và thứ hai nữa là phù hệ thống, là phù do các bệnh lý về gan, thận, tim, và hoặc là giảm protein máu. Thứ ba là phù bạch mạch. Thì phù bạch mạch thì thông thường là phù một bên. Trước đây khi nói đến phù bạch mạch là bao giờ các em cũng nói đến là phù bạch mạch do run chỉ các bạn ạ. Bây giờ thì ít lắm ạ, không phải phù bạch mạch run chỉ, mà bây giờ cái phù bạch mạch rất hay gặp ở cái gì ạ? Sau điều trị xạ ở các bệnh nhân ung thư. Ví dụ như là xạ ở vùng ngực thì dẫn đến là gì? Phù bạch mạch ở một cánh tay. Xạ ở vùng hạ vị thì dẫn đến gì? Phù bạch mạch ở chân, có thể một chân hoặc hai chân. Cái đấy là cái hay gặp nhất. Ngoài ra còn có những dị thường, những bất thường về hệ thống trở về của bạch mạch nữa. Thì đấy là những cái, hoặc sau các cái chấn thương rất là nặng nề ở chi và các cái phẫu thuật nó làm tổn thương đến các cái hệ bạch mạch, thì lúc đó bệnh nhân sẽ phù bạch mạch. Cái phù bạch mạch nó sẽ khác với lại phù của tĩnh mạch là ở chỗ nào ạ? Phù bạch mạch là phù cứng, cứng lắm á, chân cứng đơ, và chúng ta sờ vào, chúng ta sờ chắc nghình nghịch như là sờ vào cái một tảng thịt mà để ở trong tủ lạnh lâu ngày ấy. Đấy thì đấy, cái phù bạch mạch nó rất khác so với phù tĩnh mạch. Phù tĩnh mạch là phù mềm, phù tĩnh mạch nó giống với lại phù hệ thống của phù suy gan, suy tim, suy thận. Đấy thì đây là cái sự phân biệt khác nhau giữa các loại phù. Chẩn đoán phân biệt thứ tư các em phải chẩn đoán phân biệt đó là bệnh xương khớp. Thì bệnh xương khớp nó có những cái biểu hiện đau nó gần giống như là suy tĩnh mạch, do đó chúng ta phải phân biệt. Thế thì bệnh xương khớp thì chúng ta thấy rằng là gì? Quan sát chúng ta sẽ thấy là chân vẹo ra ngoài hoặc là vào trong, bàn chân bẹt, có nhiều chai chân, vẹo ngón cái, phù mắt cá chân và chuột rút. Và còn tùy vào mức độ là bệnh xương khớp ở vùng nào thì nó có tổn thương ở vùng đấy. Nếu là tổn thương vùng khớp gối thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái gối nó biến dạng. Và gì? Nếu chúng ta làm dấu hiệu bập bềnh xương bánh chè, chúng ta có thể thấy có dịch ở trong màng hoạt dịch của khớp gối. Đó. Chẩn đoán phân biệt thứ năm là loét do bệnh động mạch. Thì thường loét ở gót, mắt cá và giữa các ngón. Bàn chân lạnh nhợt, khác với suy tĩnh mạch là gì? Bàn chân nóng. Và ở người bị loét do động mạch, tức là tổn thương bệnh động mạch chi dưới, thì thường là rụng hết cả lông, lông chân rụng hết. Bởi vì sao ạ? Vì dinh dưỡng bàn chân kém, đúng không ạ? Thứ sáu là chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với các cái loét nhiễm trùng khác, ví dụ như do lao, do rickettsia, do giang mai, do vi khuẩn, hoặc là do gì? Do phong.
Vâng, do bệnh phong. Loét do thần kinh như là loét do các điểm tỳ đè, và đặc biệt là ở các bệnh nhân bị tai biến mạch não nằm liệt chân đổ ra, hoặc là loét ở những bệnh nhân gãy cổ xương đùi, chân nó bị đổ. Vâng, thì tất cả những cái chỗ nào mà tỳ xuống giường thì nó sẽ bị loét. Hoặc là loét ở những bệnh nhân đái đường, hoặc là nghiện rượu, hoặc là giang mai. Nguyên nhân số 8 là loét do bệnh về mạch máu. Vâng, thì bệnh mạch máu ác tính hoặc là tan máu thì có thể có những biểu hiện loét, nhưng cái này là rất ít gặp. Vâng, bây giờ chẩn đoán phân biệt là bây giờ về mặt phân loại. Vâng, thế thì phân loại thì có rất nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng một cái phương cách phân loại mà được áp dụng khá nhiều trên thế giới ở các trung tâm tim mạch đó là phân loại SHAP, hay còn gọi là CEAP. Vâng, nó dựa vào bốn chữ cái, chữ C là chữ lâm sàng, clinic. Vâng, chữ E là chữ nguyên nhân, tức là etiology. Vâng, số chữ chữ thứ ba là chữ A, là vị trí giải phẫu của cái tĩnh mạch đó bị suy, anatomy. Vâng, và chữ P là dựa vào cơ chế bệnh sinh của suy tĩnh mạch ở bệnh nhân đó. Vâng, thì bệnh sinh P là physiology, vâng, tức là có dòng trào ngược hay không, có tắc kèm theo hay không, hay là vừa tắc vừa có dòng trào ngược. Và đây là một cái phân loại được áp dụng rộng rãi ở trên toàn thế giới, và gần đây thì năm 2004 thì đã có phân loại SHAP nâng cao, thì người ta đã mô tả rõ hơn về bệnh cũng như là phân loại dựa trên cái phân loại kinh điển, và cái phân loại này được áp dụng rất nhiều trên lâm sàng. Một, đây là cái phân loại SHAP nâng cao 2004, thì người ta chia ra làm 7 mức độ khác nhau. C0 tức là không có biểu hiện bệnh lý tĩnh mạch, có thể quan sát hoặc là sờ thấy, tức là không nhìn thấy tĩnh mạch giãn trên chân. C1 là giãn tĩnh mạch dạng nhện hoặc là dạng lưới với đường kính tĩnh mạch bị giãn dưới 3 mm. C2 là tĩnh mạch giãn với đường kính tĩnh mạch bị giãn là trên 3 mm. C3 là phù chi dưới, giãn rồi nhưng kèm theo phù nữa, nhưng chưa có biểu hiện về thay đổi sắc tố da, đặc biệt là vùng cổ chân. C4 là biến đổi trên da do bệnh lý tĩnh mạch. Thì chúng ta sẽ có chia làm hai mức độ là C4A và C4B. C4A là rối loạn sắc tố hoặc là tràm tĩnh mạch. Và C4B là gì? Sơ mỡ da hoặc là có mảng teo trắng mi lăng ở trên da. C5 là loét, nhưng mà loét có thể liền được sẹo. Và cái C6 là loét tiến triển, các đợt loét cứ tiếp tục nhau mà rất là khó liền. Đấy là các cái phân độ SHAP nâng cao ở trên lâm sàng. Và đây là 6 cái hình ảnh tượng trưng cho 6 cái mức độ suy tĩnh mạch. Đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch giãn dạng lưới đây. Vâng, dạng lưới đây, dạng nhện đây. Và cái này là dạng C2, tức là tĩnh mạch nó giãn 3 mm. C3 là tĩnh mạch giãn nhưng kết hợp đã có phù. Vâng. C4 là bắt đầu có sự thay đổi về sắc tố da. Vâng, và có thể có những mảng trắng mi lăng. C5 là gì ạ? Loét nhưng có thể liền sẹo. Và C6 là loét nhưng không, rất khó liền sẹo. Đó. Thì đấy là các cái giai đoạn khác nhau. Một cách phân loại nữa là phân loại dựa vào nguyên nhân dẫn đến suy tĩnh mạch. Thì người ta dựa vào nguyên nhân, etiology là nguyên nhân. Đó. Thì nếu mà là bẩm sinh thì người ta đề là EC, congenital, đó. Congenital tiếng Pháp. Đó. Nếu mà là tiên phát thì người ta đề là EB. P là gì? Primitive, tiên phát. Còn thứ phát là gì? SC, ES là sau huyết khối, hậu huyết khối. Và nếu mà không rõ nguyên nhân được xác định thì người ta đề là EN là năng, không rõ nguyên nhân. Rồi người ta phân loại theo giải phẫu, nó tùy là tĩnh mạch nông hay là tĩnh mạch sâu hay là tĩnh mạch xuyên. Và nông thì là ASC, mà
sâu thì là AD, tức là số D xuất phát từ chữ deep và là sâu, surface là nông và gì, P là tĩnh mạch xuyên là perforans và perforans tiếng Pháp và tĩnh mạch không xác định thì là N và đấy là cách phân loại theo giải phẫu. Và đây là giải phẫu, cấu trúc giải phẫu của hệ tĩnh mạch nông. Cái này cực kỳ quan trọng bởi vì làm xong rồi các em phải biết là tĩnh mạch nào nó bị suy và tĩnh mạch cái tên là gì. Và chứ không có lướt trên chân bệnh nhân không biết tĩnh nào, mạch nào với tĩnh mạch nào cả. À, thì đấy là chúng ta phải nắm được. Thì đây là các cái tĩnh mạch mà chúng ta cần phải nhớ tên. Một cách phân loại nữa là phân loại theo sinh bệnh học. Tức là có P là physiology và có trào ngược hay không, re-resistant và obstruction là tắc nghẽn, tức là P0 tức là suy tĩnh mạch nhưng có cả tắc tĩnh mạch kèm theo. PR0 tức là vừa có trào ngược vừa có tắc tĩnh mạch. Và PN là không xác định được bệnh căn. Thế đây là các cái cách phân loại khác nhau. Bây giờ đi vào phần điều trị. Thì chúng ta điều trị các cái bệnh nhân suy tĩnh mạch, chúng ta điều trị như thế nào? Rồi với các bệnh nhân suy tĩnh mạch thì chúng ta khuyên bệnh nhân là nghỉ ngơi, hạn chế đi lại. Có đúng không? Hả? Sai nhá. Hôm nay nghe và ai còn đang ngủ gật thì tỉnh ngủ cho tôi nhờ ạ. Không có mai lại khuyên sai bệnh nhân ạ. Với bệnh nhân suy tĩnh mạch thì bắt buộc là phải càng vận động càng tốt. Phải không? Càng đi lại được thì càng tốt. Để làm gì? Cho khối cơ cẳng chân vững chắc hơn, mỡ dưới da teo đi và gì ạ? Trương lực thành mạch nó tốt hơn, máu trở về tốt hơn. Nhá. Như chỉ có đường đi giày cao gót thôi. Năng tập luyện để giảm cân kết hợp với uống thuốc, các cái uống thuốc có thể hỗ trợ cho tĩnh mạch. Và một cái biện pháp rất là quan trọng hỗ trợ cho ép cho tĩnh mạch trở về đó là gì? Tất áp lực. Tất áp lực. Thế nhưng mà một cái từ tất áp lực chung chung thế là không phải, mà chúng ta phải biết rằng là với mỗi mức độ suy tĩnh mạch thì đi tất áp lực ở mức độ ép bao nhiêu, đi giờ tới đầu gối hay là tới đùi, đấy là các cái mức độ chiều dài, mức độ ép là cái áp lực ép vào cổ chân là bao nhiêu. Và bệnh nhân phải tự đi đo cổ chân để mua tất chứ không phải nhắn tin cho bạn hoặc là con ở nước ngoài mua hộ tớ đôi tất nhé. Hoặc là mượn tất của chồng vì chồng mua rồi mà không đeo. Thì bây giờ tôi mượn tất của chồng tôi đeo. Thì đấy là tất cả những cái phương thức đó là phương thức sai. Nó làm cho cái bệnh nhân bị không giảm triệu chứng hoặc là nặng lên. Thế bây giờ các phương pháp điều trị thì thứ nhất là cái tập luyện là hết sức quan trọng, làm cho cái tuần hoàn tĩnh mạch được tốt hơn. Uống thuốc trợ tĩnh mạch nó sẽ giúp cho tăng cường cái trương lực của cái tĩnh mạch. Tất chun áp lực là một cái phương pháp rất là tốt và chúng ta thấy đây, cái tất chun áp lực đây là một ví dụ của một dạng tất chun áp lực đi đến đầu gối. Ngoài ra thì gần đây chúng ta có rất nhiều các cái phương pháp kỹ thuật khác nhau để điều trị suy tĩnh mạch, như là điều trị bằng laser, điều trị bằng sóng cao tần, điều trị bằng chích xơ, điều trị bằng Venasil, tức là dán các cái tĩnh mạch bị suy đó bằng cái keo sinh học và có thể phẫu thuật loại bỏ những nhánh tĩnh mạch bị suy hoặc là lột toàn bộ hệ thống tĩnh mạch hiện, đấy là phẫu thuật stripping. Và một cái quan trọng, rất rất quan trọng, đấy là sự tuân thủ về mặt các cái phương thức sống lành mạnh để giúp cho cái sức khỏe nói chung và cái sức khỏe của tĩnh mạch nói riêng. Thì bao gồm có là đi bộ nhanh, đi bộ nhanh. Bơi là một biện pháp rất là tốt để giúp cho cái tuần hoàn tĩnh mạch trở về tốt hơn. Và ngoài ra còn có cái bài tập về suy tĩnh mạch, đặc biệt với các cái nhân viên làm văn phòng thì cái bài tập này cực kỳ là quan trọng. Và nên khuyên bệnh nhân là tránh đứng hoặc ngồi tại chỗ quá lâu.
Vâng. Các em cứ nhớ nửa vời, vâng. Dự học xong thì dụng dụng một nửa chữ, vâng. Thế là về lại khuyên bệnh nhân là không được đứng, không được ngồi, nhưng mà không được đứng không ngồi thì chắc chỉ nằm, thế là bệnh nhân đang nằm suốt ngày. Vâng. Nằm ngủ thì kê cao chân. À, đấy là một cái rất là tốt để làm cho cái tuần hoàn tĩnh mạch nó đỡ, và tránh ngồi tư thế buông thõng chân, chẳng phải bảo người ta mà bị suy tĩnh mạch thì đương nhiên ngồi cái gác chân lên ngay, à, vì nó khó chịu. Và không nên mang giày cao gót, đấy là một biện thức rất là tốt. Và đây là một cái bài tập mà chúng tôi thường hướng dẫn cho các cái câu lạc bộ bệnh nhân để làm cho bệnh nhân có thể giảm các cái triệu chứng suy tĩnh mạch. À, động tác số 1 là các em thấy là nếu các em đã từng đi máy bay đường xa thì các em sẽ thấy là ngay trên máy bay người ta cũng hướng dẫn cái động tác đó là đứng tại chỗ nhún chân, và nhún chân để làm cho gì, tăng cái tuần hoàn máu trở về. Và hoặc thứ hai nữa là gì, động tác thứ hai là đi bằng mũi chân và thực hiện bước đi ngắn trong vòng 5 phút. Và cái thứ ba nữa là gì, nằm kềnh ra, giơ cao chân lên, nâng cao chân hoặc là đạp xe đạp trên không. Và thì khi nằm nước chảy cho chúng mà, đúng không ạ, nằm giơ cao chân thì đương nhiên máu nó sẽ tụt về gì nữa. Và thì cái tĩnh mạch nó đỡ đỡ căng, đỡ nó giảm áp lực của tĩnh mạch đi. Và lặp đi lặp lại như thế 20 lần, như thế thì không những là tĩnh mạch khỏe mà cái bụng nó cũng đi luôn, cái bụng to nó đi luôn. Và cái này rất là tốt. À, chỉ có điều rằng là ở công sở mà lại mặc váy xong lại nằm ngửa ra mà giơ chân đạp thì cái chừng nó không được lịch sự lắm. Đó. Động tác thứ tư là gì ạ? Gập chân chạm chân vào ngực. À, gập chân chạm chân vào ngực. À, duỗi chân duỗi thẳng chân và hạ từ từ xuống. Các em cứ thử làm mà xem. Nếu mà chưa từng làm á, làm này nặng lắm. À, hai cái chân rất là nặng. Vì làm như thế chúng ta phải giữ được chân lực chân, chúng ta mới hạ được cái chân từ từ xuống. Và cứ làm đi làm lại như thế 10 lần trong 1 phút. Và thì chúng ta sẽ làm tăng được cái cơ lực, cái khỏe của cái cơ lực. Và bài tập thứ 5 là gì? Nằm thẳng lưng trên sàn, đưa chân thẳng lên một góc 90 độ xong hạ xuống, lặp lại 10 lần một chân. Và đây chính là một trong các động tác của yoga đấy ạ. Nếu các em tập bài yoga, tôi nhớ không nhầm thì từ bài 1 đến bài 3 là có động tác này. Và thì cái đấy nó giúp làm cho cái cơ lực của chân rất là tốt. Và đã có rất nhiều hướng dẫn đưa ra để hướng dẫn cái người bệnh nhân các cái phương thức điều trị khác nhau. Thế thì chúng ta có những cái phương thức điều trị suy tĩnh mạch là một cái cách điều trị phải kết hợp nhiều biện pháp với nhau, chứ không phải là một biện pháp. Thứ nhất là điều trị bằng nội khoa và luyện tập thì được áp dụng cho tất cả các giai đoạn của suy tĩnh mạch từ C0 cho đến C6. Thứ hai nữa là tất áp lực hoặc là băng ép. Thì tất áp lực và băng ép thì sẽ được áp dụng cho các giai đoạn từ C2 cho đến C6. Tim sơ được áp dụng cho các bệnh nhân từ C1 cho đến C4. Phẫu thuật thì được áp dụng cho các bệnh nhân từ C2 đến C6. Can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch cũng như vậy, từ C2 cho đến C6. Bên cạnh thì có các cái phương pháp hỗ trợ như là các cái thuốc bôi da sẽ làm giảm các cái triệu chứng tê bì, chuột rút hoặc là nóng của cái cẳng chân bị suy tĩnh mạch. Nên là tôi thường bệnh nhân là xoa cái kem đó, sau đó thì đi tất vào thì người ta rất là dễ chịu, người ta đỡ ngứa và đỡ khó lúc đi tất. Và thế đấy là cái phương thức. Lựa chọn thuốc suy tĩnh mạch chúng ta phải lựa chọn thế nào để nó đảm bảo được 6 cơ chế như trên bảng đã trình bày. Thứ nhất là giảm được dòng trào ngược. Thứ hai là các tác động lên tăng cái tính trương lực của thành mạch, nó làm giảm phù của tổ chức dưới da và nó không gây tụt áp. Đặc biệt là suy tĩnh mạch thì bao giờ huyết áp cũng thấp nhá. Giảm phù và đặc biệt là phải có tính kháng viêm. Trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc khác nhau, thì có một cái biệt dược là MVFF bằng cụ thể chúng ta có trong tay đấy là Daflon, thì nó có đầy đủ 6 tính năng của một cái thuốc trợ tĩnh mạch. Ngoài ra chúng ta thấy có rất nhiều thuốc khác ở trên. Tôi thì thường hay kết hợp giữa Daflon và Rutin C.
Tại vì sao Rituxan nó được 5 tính năng này. Đúng không ạ? Thế còn những thuốc khác mà được quảng cáo nhiều, ví dụ như là Zinco. Các em có thấy Zinco ở trên các hiệu thuốc có nhiều không? Chả có tính năng nào cả. Đúng không ạ? Đó. Nên là kê cái gì hay không kê cái gì là phải dựa vào các bằng chứng khoa học chứng minh được cái thuốc ấy có tác dụng như nào, chứ không phải dựa vào cái hãng dược người ta làm marketing đến đâu nha. Và các em càng điều trị sớm cho bệnh nhân bao nhiêu, đặc biệt ở giai đoạn C0S, thì sẽ ngăn chặn cái quá trình tiến triển của bệnh suy tĩnh mạch không sang dẫn những giai đoạn nặng hơn. Ví dụ như ở các nước trên thế giới thì bệnh nhân, những bệnh nhân, không phải những bệnh nhân mà những người trong đối tượng có nguy cơ bệnh suy tĩnh mạch, ví dụ những người làm nghề đứng nhiều, ngồi nhiều, thì người ta sẽ đi cái tất áp lực support khi ra khỏi nhà, và người ta đi suốt ngày cho đến khi buổi tối người ta về, người ta mới bỏ ra. Thì cái tất support đấy nó có áp lực ép tại cổ chân là khoảng 18-20mm thủy ngân ha. Và người ta sẽ rất là dễ chịu cho đôi chân của người ta suốt cả ngày. Hoặc ví dụ những người mà họ phải đi máy bay đường xa thì bao giờ họ cũng đi tất áp lực để tránh cái hiện tượng là làm tăng áp lực của tĩnh mạch lên, và phải có thể có nguy cơ dẫn đến là gì? Tắc tĩnh mạch sâu do những chuyến bay đường dài. Vâng. Thì đấy là các cái phương pháp hỗ trợ mà chúng ta càng điều trị sớm bao nhiêu thì sẽ làm càng giảm các cái triệu chứng của suy tĩnh mạch bấy nhiêu. Ngoài ra thì chúng ta có các cái phương pháp can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch, hoặc là bằng hóa học, hoặc là bằng các cái phương pháp cơ học kết hợp với hóa học khác. Vâng. Thế thì ưu điểm của các cái phương pháp can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch là gì? Là thời gian phục hồi sau can thiệp ngắn, tác dụng phụ sau can thiệp ít, ít bỏng, ít đau, và sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tức là người ta can thiệp xong cái người ta đi tất áp lực vào và người ta quay trở lại với công việc ngay. Vâng. Về kết quả trung hạn và dài hạn của can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch, ít nhất là cũng tương tự như phẫu thuật kinh điển. Thì về nguyên lý của can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch là gì? Nó là phóng thích một lượng năng lượng nhiệt vừa đủ vào trong lòng tĩnh mạch để phá hủy cái tĩnh mạch bằng những phản ứng sinh lý không thể đảo ngược. Về mặt phương pháp thì chúng ta có những phương pháp sau. Thứ nhất là điều trị nội nhiệt tĩnh mạch bằng sóng radio cao tần, hay còn gọi là RF. Điều trị nội nhiệt tĩnh mạch bằng laser. Và cái phương pháp can thiệp mà hai về nguyên lý thì gần như hai phương pháp này giống nhau. Đó. Chỉ định khi nào? Khi bệnh nhân suy tĩnh mạch có các biểu hiện về triệu chứng của suy tĩnh mạch như là tê bì, chuột rút và phù. Nó được áp dụng cho các bệnh nhân từ C2 cho đến C6. Có dòng chồng ngực tĩnh mạch hiển phát hiện trên siêu âm Doppler và đáp ứng kém với điều trị nội khoa. Mà chúng ta cần tham khảo thêm về cái chống chỉ định tuyệt đối cũng như là chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định tuyệt đối của can thiệp nội nhiệt là gì? Là bệnh nhân không có khả năng đi lại. Đã nằm một chỗ thì nội nhiệt thì làm gì cho tốn tiền nữa. Vâng. Đã nằm một chỗ rồi thì gác cái chân lên. Thế thôi. Đúng không ạ? Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Có thai hoặc là dị dạng động tĩnh mạch thì chúng ta không áp dụng phương pháp nội nhiệt. Nhá. Chống chỉ định tương đối là gì? Suy tĩnh mạch sâu chi dưới. Suy tĩnh mạch cái tĩnh mạch bị suy ở quá nông. Dưới 5mm tính từ mặt ra. Cái đó khi chúng ta siêu âm thì chúng ta đo được cái khoảng cách này, đúng không ạ? Thứ ba là kích thước tĩnh mạch quá nhỏ, dưới 3mm. Và bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông thì chúng ta chống chỉ định tương đối cho các biện pháp can thiệp nội nhiệt. Đây là quá trình thực hiện. Thì đầu tiên là cái thì là kim qua da vào tĩnh mạch. Và trước khi đó thì chúng ta phải gây tê ở xung quanh cái tĩnh mạch mà chúng ta cần phải được can thiệp. Và chúng ta chọc tĩnh mạch. Sau đó thì chúng ta luồn cái desile vào trong lòng cái gai quai đó. Vâng, dưới hướng dẫn của siêu âm chúng ta sẽ biết là chúng ta luồn gai quai đến đâu. Vâng. Đây là cái luồn, sau đó thì chúng ta sẽ luồn cái sợi đốt RF hoặc là laser vào trong lòng cái gai quai đó, và chúng ta đi tới
cái đoạn tĩnh mạch chúng ta cần đốt, và thông thường cái chúng ta dừng lại cái đầu của cái sông RF hoặc laser đó là cách cái chỗ đổ về của quai tĩnh mạch hiển và tĩnh mạch đùi khoảng 2 cm, để chúng ta dừng lại ở đó, chúng ta không nên luồn tiếp theo nữa. Và sau khi đã tới đó rồi đó thì chúng ta bắt đầu mới phóng năng lượng nhiệt của cái sóng cao tần, và chúng ta rút dần cái sông đốt RF ra. Và mỗi lần rút ra thì là một đoạn tĩnh mạch đã được điều trị. Và kết hợp với đầu dò siêu âm, chúng ta rút sông ra đến đâu, chúng ta lấy cái đầu dò chúng ta ép lên cái, hoặc là lấy một cái tay bên trái của người làm thủ thuật ép lên một cái, thì nó sẽ làm cho một tay thì rút, một tay thì ép, và nó làm cho cái tĩnh mạch, hai cái thành tĩnh mạch bị suy đó nó dính vào với nhau nhờ năng lượng nhiệt. Thì đấy là cái quy trình của điều trị RF. Một cách điều trị khác nữa là can thiệp bằng tiêm sơ. Ưu điểm là gì? Là thời gian phục hồi sau can thiệp ngắn, ít tác dụng phụ, rẻ hơn so với phẫu thuật và can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch. Nhưng kết quả trung hạn và dài hạn của tiêm sơ thì ít hiệu quả hơn so với phẫu thuật và can thiệp nội nhiệt. Nên nó cũng chỉ định cho một số các cái trường hợp, và đặc biệt ở những cơ sở hoặc những cái tĩnh mạch mà nhỏ giai đoạn đầu, và thì chúng ta nên áp dụng cái biện pháp là cái tiêm sơ. Nguyên lý của nó là gì? Là tiêm một chất gây sơ vào trong lòng tĩnh mạch nông. Chất này gây tổn thương nội mạc và các cái thành phần lân cận của lớp trung mạc, dẫn đến hình thành huyết khối làm tắc lòng tĩnh mạch bị suy. Và thì đấy là cái cơ chế. Chỉ định là gì? Suy thân tĩnh mạch hiển với điều kiện là tĩnh mạch giãn không quá 1 cm, bởi vì giãn to quá thì sao ạ? Không dính được hai thành tĩnh mạch lại với nhau nhé, và nó sẽ làm tái thông dầu dòng chảy ở thì muộn. Suy các tĩnh mạch xuyên có thể gây giãn tĩnh mạch tái phát nếu không điều trị. Giãn các tĩnh mạch bằng hệ của hệ tĩnh mạch hiển với điều kiện đã điều trị tình trạng giãn và suy của hệ tĩnh mạch hiển đó. Thì đấy là các cái chỉ định của biện pháp tiêm sơ, và đây là quy trình của biện pháp tiêm sơ. Đây là người làm thủ thuật đang trộn để làm tạo ra cái chất gây sơ, đó là cái atoxicleron, với cái nồng độ khác nhau từ 0,5% đến 0,25 hoặc 2%, và thông thường là một cái lọ nó khoảng 10 mg, 20 ml, và chúng ta lấy ra cho vào một cái bơm tiêm cộng với một chút không khí, và chúng ta cứ trộn đi trộn lại giữa hai bơm tiêm đó để chúng ta tạo thành một cái chất bọt. Và cái chất bọt đó khi nào thì được phép tiêm vào mạch máu của bệnh nhân, thì chúng ta thử, chúng ta giỏ một giọt ra tay của chúng ta này, chúng ta nghiêng tay đi mà cái giọt đó nó không chảy, thì đấy là chúng ta đã tạo bọt đủ để có thể làm thành một cái sản phẩm để làm tiêm sơ tĩnh mạch. Và sau đó thì dưới hướng dẫn của siêu âm, chúng ta nhìn thấy được cái thân tĩnh mạch hiển ở dưới hướng dẫn siêu âm. Đây là thân tĩnh mạch hiển ở mặt cắt trục ngang, phải không ạ? Nó giống như là cái hình hình cái mắt đấy, phải không ạ? Đây ạ. Thế sau đó thì kim đi thẳng vào, và chúng ta nhìn được kim qua hướng dẫn siêu âm đi vào được trong lòng tĩnh mạch. Và sau khi kim đi vào xong rồi thì chúng ta sẽ bơm cái chất tạo bọt đấy vào lòng tĩnh mạch, và sau đấy thì chúng ta thấy là cái tĩnh mạch đó đã trở thành một cái vết sẹo. Thì đấy là cái hình ảnh của tiêm sơ, và đây là cái chân trước khi tiêm sơ, và đây là sau khi tiêm sơ. Thế bây giờ mức độ khuyến cáo bằng các phương pháp can thiệp nội nhiệt thì sao ạ? Điều trị nhiệt nội tĩnh mạch bằng sóng cao tần hoặc là laser đó thì được khuyến cáo ở cấp độ 1A. Tiêm sơ dưới hướng dẫn của siêu âm cũng được khuyến cáo ở cấp độ 1A. Thì đấy là các cái phương pháp điều trị khác nhau. Ngoài ra chúng ta có các biện pháp điều trị bằng ngoại khoa. Thì ngoại khoa chúng ta có thể là loại bỏ từng nhánh tĩnh mạch bị suy, hoặc là nếu mà tổn thương nặng nề thì chúng ta có thể loại bỏ toàn bộ các cái nhánh hiển của bệnh nhân, và người ta gọi là phẫu thuật stripping. Tuy nhiên thì
Cái thân tĩnh mạch hiển nó cũng có giá trị riêng của nó, bởi chúng ta biết là thân tĩnh mạch hiển nó là một chất liệu để làm cầu nối cho cái phẫu thuật chủ vành ở bệnh nhân bị mạch vành mà tổn thương nhiều nhánh, có đúng không ạ? Nên là nếu mà bảo tồn được cái thân tĩnh mạch hiển lớn thì chúng ta cũng nên bảo tồn để lấy chất liệu nhỡ sau này cái bệnh nhân đó cần phải mổ bắc cầu chủ vành. Thì đấy là một cái mà chúng ta nên lựa chọn các cái biện pháp phẫu thuật khác nhau. Thế bây giờ các cái biện pháp phẫu thuật thì chúng ta có thứ nhất là phẫu thuật stripping, đó là lấy bỏ toàn bộ cái tĩnh mạch hiển bị suy. Phương pháp thứ hai là phương pháp Shiva, đấy là viết tắt từ cái chirurgery vascular ambulatoire, vì đây là người người một 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 giáo sư à một bác sĩ là Fonseca, Claude Fonseca là người tìm ra cái phương pháp này, và đấy là người Pháp nên là cái tên nó được mang với tiếng Pháp. Và cái này nó phải dựa vào bản đồ suy tĩnh mạch, phải lập một cái bản đồ mapping rất là cẩn thận chi tiết để chúng ta chỉ loại bỏ những cái nhánh nó là thủ phạm để dẫn máu vào thân tĩnh mạch hiển mà thôi, chứ không phải loại bỏ toàn bộ tĩnh mạch hiển. Phương pháp thứ ba là phương pháp Muller, tức là phương pháp loại bỏ cái tĩnh mạch bị suy. Thường là ở trong viện tim mạch chúng tôi thường kết hợp cái Muller này trong quá trình làm laser hoặc RF. Và thì đấy là biện pháp có thể kết hợp với các biện pháp khác. Đây là cái hình ảnh phẫu thuật stripping. Đây là dụng cụ stripper, tức là lột cái tĩnh mạch hiển bị suy. Và người ta sẽ đi vào cái tĩnh mạch hiển, sau đó thì lột cái tĩnh mạch hiển, loại bỏ cái tĩnh mạch hiển đó đi. Với các cái suy van tĩnh mạch sâu, nó mà là một cái bệnh cảnh khá là phức tạp và điều trị khá là khó khăn, thì người ta có thể tạo hình tĩnh mạch dựa vào các nếp gấp của lớp nội mạc tĩnh mạch, hoặc là người ta làm các cái phẫu thuật là chuyển vị tĩnh mạch, hoặc là lấy các cái tĩnh mạch đang lành để chuyển vị vào cái tĩnh mạch bị suy, mà nếu như cái tĩnh mạch bị suy đó là nó gây nên cái hậu quả về thay đổi tuần hoàn trầm trọng với cái người bệnh. Và tất áp lực và băng quấn áp lực là một cái biện pháp điều trị kết hợp rất là quan trọng ở người bệnh nhân suy tĩnh mạch và được khuyến cáo với cấp độ 1B. Nhưng chúng ta phải lựa chọn tất áp lực đúng, và cái điều trị áp lực không phải là chỉ định ưu tiên cho bệnh nhân suy tĩnh mạch hiển có chỉ định can thiệp điều trị. Thế thì chọn thế nào? Thứ nhất, đây là cái băng chun áp lực. Băng chun áp lực thì với cái băng chun màu trắng này chúng ta thấy nó được áp dụng cho các bệnh nhân sau cái điều trị loét, trong quá trình đang điều trị loét do suy tĩnh mạch, hoặc là gì ạ, hoặc là can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch, người ta có thể dùng băng ép để người ta ép cho bệnh nhân, hoặc là các bệnh nhân mà tắc tĩnh mạch sâu thì người ta có thể dùng băng ép để băng cho bệnh nhân. Nhưng băng phải đúng, bởi vì băng sai thì không có kết quả, hoặc là gì, garo gây nên tắc động mạch kèm theo. Thế thì rất nhiều người kiến thức lung tung và không đến đầu đến đũa lại bảo không nên đi cuốn băng như thế là hoại tử chân đấy, nó garo chân lại đấy. Garo chỉ với điều kiện là bệnh nhân garo sai, băng sai. Vậy bình thường khi cuốn băng mà đúng thì không bao giờ bị ảnh hưởng đến động mạch, đúng không ạ? Thì áp lực động mạch là bao nhiêu ạ? Áp lực động mạch là bao nhiêu? Ít nhất là 100 mm thủy ngân, phải không? Mà áp lực ép ở cổ chân này với mức độ độ 2 thì chỉ có 40 mm thủy ngân thôi, thì làm sao 40 đè được 100 ạ, đúng không ạ? Đấy là cái mà không bao giờ có thể ảnh hưởng đến động mạch, chỉ trừ ở bệnh nhân đó có hai bệnh trong một. Tức là gì ạ? Vừa PAD vừa suy tĩnh mạch. Thế thì phương thức của cái băng chun đó là chúng ta bắt đầu quấn từ bàn chân, bắt đầu từ dưới ngón chân và quấn dần lên, lớp sau đè lên lớp trước một nửa chiều ngang của băng, và quấn dần lên cho đến lên đến phía bên trên. Đây ạ, đây là các kiểu băng chun trong dân gian. Bác sĩ hiểu nửa vời, thế là dặn bệnh nhân nửa vời, về đi băng chun rồi nhá. Thế là về nhà kiếm được một cái áo có chun giãn, cắt lên hai mẩu và buộc vào hai bên đùi.
May quá đến chiều đau chân quá không chịu được thì lại có người họ mách là đi đến bà Hương đi. Và thế là dở ra thì thấy hai cái băng chun garo hai bên đùi đấy ạ. Mà để thêm lúc nữa là mất mất hai chân ạ, vì garo mất hai cái động mạch đùi đông rồi ạ. Đúng không ạ? Ê, kiểu thứ hai đấy ạ. Đi về lấy băng chun đi, thế là đi ra cái chỗ sau với sân vận động Hàng Đẫy mua cái băng và quấn vào đây. Cái này có đúng không ạ? Sai hết cả. Và vì áp lực, băng chun áp lực là người ta phải đi từ bàn chân. Vì tôi nhắc lại đàn chân là một hồ máu. Vâng. Còn cái này là cái gì ạ? Cái cố định trong chấn thương đi chứ. Có phải không hả? Đấy. Nha. Nên là hôm nay học mà ngủ gật là thiệt lắm đấy. Nha. Nên tôi nhắc lại trong điều trị suy tĩnh mạch là một cái điều trị đa mô thức. Cần phải kết hợp giữa các biện pháp điều trị khác nhau trên cùng người bệnh để chúng ta đạt được cái hiệu quả điều trị cao nhất. Các biến chứng của suy tĩnh mạch thì suy tĩnh mạch thì đầu tiên các biến chứng là làm cho loét, làm cho thay đổi về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và làm rất là mất thẩm mỹ. Các em hình dung xem phụ nữ mà có đôi chân như thế này thì có ai dám mặc váy không ạ? Đó. Và các đợt loét nó làm tăng cái chi phí của y tế lên rất nhiều. Ngoài ra nó có thể để lại một cái biến chứng là gì? Là tắc tĩnh mạch. Và thế từ nãy giờ các em thấy tôi nói về điều trị có một tí nào nói về chống đông ạ? Hả? Không có chống đông nhá. Tôi nhắc lại nhá. Bất kỳ một dạng chống đông gì nhá. Làm gì có điều trị là chống đông đâu ạ? Nó chỉ cho chống đông khi nào á? Khi tắc tĩnh mạch. Còn suy tĩnh mạch thì không có chống đông. Thế nhưng mà suy tĩnh mạch mày trên bệnh nhân van tim dung nhĩ thì có chống đông không ạ? Chống đông lúc ấy là do van tim dung nhĩ chứ không phải là do cái suy tĩnh mạch, nhớ nhá. Tỉnh ngủ chưa? Một biến chứng khác của suy tĩnh mạch đó gì? Viêm mô tế bào. Đây là một cái hình ảnh viêm mô tế bào. Chúng ta thấy cả cái chân nó mọng lên và chúng ta nhìn thấy, quan sát thấy cái da nó mỏng tang đi không? Đúng không ạ? Và để lâu một tí nữa là nó chết ra. Như quả hồng đỏ mà bị đi lại nó xô lệch ấy. Vâng. Nó chết cái lớp 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 màng mỏng ở ngoài da. Nhìn thấy chết chưa ạ? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái này, da nó lột ra đây này. Vâng. Và cái này chỉ để thêm một ngày nữa là gì ạ? Giống như quả hồng chín mà bị dập ấy. Cho vào rổ xong đi xe đạp mang đến điếu mẹ vợ thì nước dở ra còn toàn hột là hột đấy. Phải không ạ? Là vì sao ạ? Vì nó cái tổ chức cơ nó chết hết và nó chết chân chẹt ra và bệnh nhân rất là nặng. Và đây là cái biến chứng viêm mô tế bào có thể gặp. Và đây là những cái hình ảnh của cái loét tái phát đi tái phát lại, nó để lại một cái bề dày của các cái mảng sẹo ở trên chân bệnh nhân. Và đây là một cái loét đang tiến triển với mủ rất là kinh khủng. Và đây là một cháu bé 14 tuổi vào vì cái suy tĩnh mạch loét dở giai đoạn nặng của một cái suy tĩnh mạch bẩm sinh. Và cuối cùng thì cậu bé này bị cắt chân. Cắt chân là do sao? Là do nó bị loét, nó ngứa, thế nó cứ lấy đũa nó sọc 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 này, cuối cùng nó bị nhiễm trùng và thằng bé này bị nhiễm trùng huyết, cuối cùng phải cắt cắt cụt đến 1/3 trên cẳng chân. Bây giờ phòng bệnh suy tĩnh mạch thì chúng ta phải phòng bệnh như thế nào? Thứ nhất là nằm ngồi thì phải gác chân cao, vâng, đừng để cho cái vòng hai này nó phát triển quá mức, nó sẽ làm cản trở sự tuần hoàn trở về của suy tĩnh mạch, vâng. Đây nằm ngủ gác cao chân đây ạ, đấy, nhá. Thế và những thường xuyên làm những cái động tác tập thể dục giơ cao chân, đạp xe đạp trên không, vâng. Đấy những động tác nó rất là quan trọng với bệnh nhân suy tĩnh mạch. Và những người mà làm cái nghề hoặc là thuộc diện đối tượng có suy tĩnh mạch, chúng ta phải đi rất áp lực ngay từ giai đoạn đầu. Nếu là chưa có biểu hiện suy tĩnh mạch thì đi đi rất áp lực support. Còn nếu mà hỗ trợ đấy, còn nếu mà ở giai đoạn suy tĩnh mạch rồi thì tùy vào mức độ suy tĩnh mạch chúng ta sẽ đi các cái rất áp lực với mức độ ép khác nhau. Đấy là tôi đã đi xong với các em về bài thứ nhất là bài suy tĩnh mạch. Và